thức thứ sáu. Cái quá trình kết hợp của tâm ý giả thức nó biến thành một cái dạng năng lượng siêu việt tới mức mà không có cái gì ngăn cản nó nổi. Nó như là một cái gì vô hình ở trong thế gian này. Bởi vì nó nhỏ nhất, cho nên nó đi xuyên qua tất cả mọi thứ, không có vật chất nào cản được nó. Thức câu sanh, quá trình phát triển kiên cố mà cho đến là gì, là cái tâm tối hậu, tức là nó kết hợp chặt chẽ tới cái chỗ vi tế nhất của quá trình kết hợp này, mà chúng ta gọi là cái tâm tối hậu, nó thành gọi là kiên đạt phước. Kiên đạt phước này á, mà chúng ta có thể gọi đây là một linh hồn, có thể gọi đây là một cái gì đó gọi là cái năng lực tái sanh. Hả? Nó đi tìm kiếm, mà ở trong trường hợp nó chưa bị đoạn trừ, tức là nó chưa tu, nó chưa có bị đi, nó gián cách đi vào trong niết bàn. Hả? Nó chưa bị đoạn trừ, nó chưa bị biến tri, tức là nó chưa bị thấu hiểu một cách tương tận chân tướng của nó. Hả? Cái đó là cái điểm mà chúng ta tu để chúng ta thấu hiểu đó. Nó chưa bị thấu hiểu, chưa bị nhận diện một cách là biến tri đầy đủ. Nó chưa có diệt, tức là chưa có chấm dứt cái quá trình sinh hoạt hành hoạt của nó. Hồi trưa nay các vị ăn cái gì? Hả? Ăn bún phải không? Ngon không? À, được thôi. Có vị nào ăn bữa ăn trưa nay ngon không? Có mấy ai ăn miếng đậu ngon không? Hả? Trưa nay ăn cái gì? Không dám nói. Bây giờ thầy hối sợ quá, cứ ngồi nhìn sợ gãy bẫy. Thưa vị, chẳng hạn như bữa trưa nay mình ăn một miếng đậu ngon, và mình ước gì trong tương lai ngày mai mình sẽ có được một cái miếng đậu ngon như vậy để mình ăn, thì cái ước hẹn đó, cái hân hoan đó, nó biến thành một cái thức. Và nếu như mà mình chết ngày hôm nay, mình có gì cực lạc được không? Cực lạc là mình có đậu hũ, đúng không thầy? Chứ có ta bà là mình có đậu hũ thôi. Đó. Vậy thì làm sao mà thầy tiếp dẫn về Tây Phương? Nhất định các vị sẽ trở về đây để kiếm cái miếng đậu hũ để ăn tiếp. Tại sao? Bởi vì cái thức của các vị lúc bây giờ nó, cái sức mạnh và cái muốn ăn miếng đậu hũ đó, nó chiếm cái ưu thế để dẫn sinh. Cho nên phải dẫn tới cái chỗ nào mà có đậu hũ, đúng không ạ? À, ăn mắm tôm ngon không? À, không ngon thì ở Mỹ, mà ngon là trước sau gì cũng đầu thai Việt Nam. Nó đúng không ạ? Cho nên Đức Phật ăn một bữa ăn, bỏ cơm vô miệng, ngài nhai hết, ngài nuốt xong, cái bụng nó tóp lại thì tự nhiên nó đói, nhưng bỏ đại vô nó cười ra đủ thì nó sẽ no. Và cái thức này á, gọi là cái hành cũ đã diệt hành mới, không sinh chứ ngoài chưa sanh, thì sinh là sẽ sinh, không sinh. À, và khi mà nó đói nữa thì đi khất thực nữa, vậy thôi. Hành cũ đã diệt hành mới không sinh, đó chứ hả? Cho nên Đức Phật ấy, sống bằng trí, không phải sống bằng thức. Còn chúng ta thì sống bằng thức, cho nên không có bữa ăn đó, trời ơi nó nhớ, nó phiền não, nó đi tìm kiếm, nó làm sao đó cho có được bữa ăn. Và nó còn sợ rằng là khi mình chết rồi á, không ai cúng cho mình ăn. Cho nên nó phải đi kiếm một người chồng, một người vợ để sinh ra mấy đứa con. Mà mấy đứa con á, là khi nó chết là mấy đứa con sẽ cúng cho nó ăn. Nhưng mà ai ngờ sinh ra ba đứa con gái, đứa nào cũng đi lấy chồng hết. Cho nên nó phải đi kiếm đứa con trai. Rồi kiếm đứa con trai á thì vợ không sinh được, cho nên là nó đi kiếm con khác. Nhất định là nó phải sinh ra một thằng cu. Đứa thằng đó là gì? Cúng cho nó ăn. Thức nó như vậy đó. Nó vô minh tới mức như vậy, nó trói buộc cái tâm như vậy. Thấy vợ sợ chưa hề? Học pháp là mình mới thấy được là cái sự thúc giục của thức. Nhưng mà ngay khi cái người đó hành động như vậy, họ nghĩ đó là họ đang thực hiện một sứ mệnh cao cả,
hoặc là họ thực hiện một cái đạo lý tự nhiên của xã hội, của con người. Họ không thấy rằng họ đang vô minh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái thức như vậy nó chưa được biến tri, nó chưa hoàn toàn nhả hết. Cái chữ nhả rất hay, nhả hết tức là nó chưa nhả hết, cho nên nó đi tìm, nó ăn nữa, nó nuốt nữa, nó dính mắc nữa, thành ra nó cứ quanh quẩn. Nó quanh quẩn đầu thai chỗ này, đầu thai chỗ kia. Nó tuổi trẻ thì nó sống ở trong cái tiềm thức, nó có những loại phiền não mà nằm ở trong gọi là tiềm phục. Khi thân càng lớn lên đủ phát triển thì nó hiện ra. Tới khi già suy nó không có thể hiện nổi, nhưng mà nó trở lại với trạng thái khát khao tiềm phục. Rồi khi chết đi thì cái tâm đó bắt đầu dẫn sinh đầu thai tiếp, tìm tới một cái thế giới để cho nó có được những gì nó muốn. Đó. Thì ở trường hợp này á, tâm cái này là chưa nhả hết. Cái thức đi tìm kiếm thức ăn là chưa nhả ra. Nó vẫn còn muốn ăn. Nó tìm nó ăn cách này, ăn cách kia. Mà cái món ăn nặng nề của nó nhất cái là ái. Đó. Mà không có cái ái là nó buồn. Nó đi tìm, nó tìm cách nó ăn. Đó. Và cái thức này á, là gì? Là trực tiếp không gián cách. Phải hiểu rằng khi gián cách là nó chứng quả. Còn nó chưa gián cách, tức là nó liên tục không gián đoạn. Cho nên thân mình mặc dầu là có chết, nhưng mà cái tâm thức này là nó liên tục không ngừng, không gián đoạn. Cho nên nó tiếp tục đi đầu thai. Hoặc nó đầu thai như thế nào? Nó đầu thai vào cái chỗ mà cái môi trường phù hợp nhất để nó đầu thai được. Và khi nó đầu thai bằng cách ấy, là nó thấy một cái tự thể, đó là gì, là tinh cha huyết mẹ gặp một cái môi trường phù hợp hòa hợp lại thì nó nương gái lên đó, nó nương gái lên đó và nó yêu thích cái gì, nó yêu thích cái loại cái nước da vàng vàng, loại mũi chặt chẽ,